Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày hôm nay và sau đây là bản tin chi tiết. Siêu pháo Qualizia của Nga có làm phương Tây lo lắng. Pháo tự hành Qualizia mới đây của Nga tự hào về tầm bắn và độ chính xác cao, nhưng nó đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng cao từ nước ngoài. Những khẩu pháo tự hành 2S35 Qualizia SV cải tiến đầu tiên đã được chuyển giao cho quân đội Nga vào tháng 5 năm 2020 và là một trong nhiều phương tiện chiến đấu mới mang tính cách mạng đang được đưa vào biên chế chiến đấu cùng với xe tăng T-14 và xe chiến đấu bọc thép T-15. Hệ thống pháo tự hành Qualysia SV đã được tối ưu hóa trong quá trình phát triển, đặc biệt để tấn công các vị trí kiên cố ở xa phía sau chiến tuyến và có thể bắn 10 phát mỗi phút vào các mục tiêu cách xa 70 km. Về vũ khí phòng thủ, pháo tự hành Qualysia SV được trang bị súng máy điều khiển từ xa, điều bố trí trên nóc tháp pháo, và liều đạn khói làm vũ khí phòng thủ thứ cấp. Vỏ giáp của xe có thể chống được đạn 20mm hoặc các mảnh văng của bom, pháo. Pháo tự hành 2S35 Koalitsia-SV được trang bị pháo chính 2A88 cỡ nòng 152mm, đạt tầm bắn tối đa 40km với đạn thông thường và 70km với đạn tăng tầm, với nhiều loại đầu đạn khác nhau, gồm đạn nổ phá, đạn chiếu sáng, đạn khói, đạn cháy, đạn hóa học và đạn có điều khiển. Nhờ hệ thống nạp đạn tự động, Colicia SV có thể đạt tốc độ bắn tối đa là 15 đến 20 phát một phút, nhanh gấp 3 lần mẫu pháo tự hành M109 Paladin của Mỹ. Ngoài ra, nhờ mức độ tự động hóa cao, cho phép pháo Colicia SV chỉ cần 2 đến 3 người để sử dụng, trong khi kíp pháo M109 Paladin cần đến 6 người. Về độ chính xác của pháo tự hành Colicia SV, theo ông Vadim Kozhelin, thuộc Học viện Khoa học Quân sự Nga cho biết, Bán kính lệch mục tiêu của Qualisia là khoảng 1-2 mét và có tầm bắn đến 70 km. Vũ khí này có mức chính xác giống như một khẩu súng bắn tỉa. Đánh giá kỹ lưỡng về hiệu suất của nó, chuyên gia Kozilin cho biết Qualisia được trang bị một số loại đạn đặc biệt bên cạnh đạn thông thường như pháo khác. Nó còn được trang bị đạn xuyên giáp dẫn đường bằng laser có thể bắn trúng mục tiêu khi đang di chuyển. Loại đạn pháo có điều khiển chính xác mà chuyên gia Kozilin nhắc đến được gọi là đạn Krasnobol và được phát triển đặc biệt cho pháo Qualisia. Kíp xe có thể nhập tọa độ mục tiêu vào máy tính của Qualisia. Ngoài ra, đạn Krasnobol có thể nhận dữ liệu từ UAV. Theo chuyên gia Pavel Kovalev, được hãng truyền thông nhà nước Nga TASS trích dẫn, hệ thống pháo này vượt trội hơn các phiên bản trong nước và nước ngoài từ 30 đến 70% về tầm bắn, 50 đến 200% về độ chính xác của hỏa lực, 50 đến 200% về thời gian hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu. Tuyên bố này hơi đáng ngờ. Vì một mẫu pháo cũ là khẩu pháo Kosan 170 mm của Triều Tiên được đưa vào sử dụng từ những năm 1970, cũng có tầm bắn ước tính là 70km. Trong khi đó, pháo tự hành 155mm Type 5 của Trung Quốc hiện đang giữ kỷ lục về tầm bắn khi có tầm bắn xa đến 100km. Mặc dù pháo tự hành Kalsija SV hiện đang cung cấp cho Nga lợi thế hơn so với các đối thủ NATO, nhưng có thể gặp bất lợi trước loại pháo tự hành của nước láng giềng Đông Á là Hàn Quốc. Với loại Thunder K9 cũng là một đối thủ tương đương về hiệu suất. Còn đối thủ chính của Nga là Mỹ cũng có những nỗ lực đáng chú ý để nâng cấp lực lượng, lượng pháo binh của họ từ cuối những năm 2010 với một số kết quả thử nghiệm rất hứa hẹn. Nhưng có lẽ quân đội Mỹ có xu hướng nghiêng về tên lửa chiến thuật ATACMS có tầm bắn và mức chính xác cao hơn. Về pháo tự hành, quân đội Mỹ tiếp tục cải tiến, nâng cấp pháo tự hành M109 Paladin sử dụng đạn pháo 155mm và tầm bắn khoảng 30 km với đạn thường và 70 km với đạn tăng tầm, nhưng tầm bắn và mức chính xác vẫn kém pháo Colicia SV. Pháo tự hành Colicia SV mặc dù đáng gờm, có thể sẽ vượt mặt các loại pháo mặt đất của NATO trong tương lai, mặc dù nó mới chỉ bắt đầu gia nhập biên chế chiến đấu của quân đội Nga từ năm ngoái.